Ngày 21 tháng 12, Công an phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của chị Bùi Thị Kim Cê, 22 tuổi, quê Hòa Bình, về việc bị nhóm đối tượng giàn cảnh lấy trộm xe máy tại cửa hàng thuốc Tây trên đường Thủ Khoa Huân. Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, chị Cê cùng một nữ nhân viên khác đang làm việc tại tiệm thuốc Tây trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy tiếp cận. Thanh niên ngồi sau xuống xe đứng gần tiệm thuốc, người còn lại chạy xe máy tới cửa quầy thuốc, rồi giả vờ gọi hai nữ nhân viên ra nhờ tư vấn để đánh lạc hướng. Ngay sau đó, đối tượng còn lại đã lẻn ra sau bẻ khóa, lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way Alpha màu trắng của chị C, rồi phóng xe tẩu thoát. Thanh niên còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, phóng xe về hướng quốc lộ 13. Phát hiện bị mất xe máy, chị C đã chạy bộ đuổi theo, hô hoán trong bất lực. Hiện vụ việc đang được Công an phường Thuận Giao điều tra truy xét.